Người dân của xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã nhiều lần phản ánh về việc nhà máy nghiền Feldspat của công ty cổ phần khoáng sản Viclacera đóng trên địa bàn gây bụi và ảnh hưởng đến cuộc sống sức khỏe của người dân. Song đến nay, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục triệt để, ghi nhận của nhóm phóng viên. Mỗi ngày vài lần, bà Đoàn Thị Thắng lại lau dọn nhà cửa, nhưng không thể lau sạch những lớp bụi mịn như thế này. Chỉ sau một đêm, bụi lại dày lên như cũ. Theo bà Thắng, bụi nhiều nhất là vào ban đêm, khi nhà máy xả thải. Thế nói chung là cái nhà máy Yên Hà từ ngày về giờ mấy cái năm đầu là nữa, xong càng về cuối thì nó càng ô nhiễm, mà ô nhiễm bụi rất nhiều. Mà nhân dân ở đây thì cũng đề nghị là về cái xử lý cái môi trường này thì đề nghị nhiều lắm, các cấp các ngành, cả họp hội đồng nhân dân cũng đưa ra, thế nhưng mà càng ngày thấy càng ô nhiễm nhiều. Để hạn chế bụi bay vào nhà, ông Nguyễn Trọng Sự còn bịt thêm một lớp ni lông vào các khe cửa và mắc rèm bạt, nhưng bụi vẫn hoàn bụi. Đồ đạc chỉ một ngày chưa kịp lau thì đã phủ thêm một lớp bụi mới. Nhà có trẻ nhỏ, ngoài giờ học trên lớp, khi đón các cháu về, ông lại phải giữ các cháu trong nhà để hạn chế hít phải bụi bẩn. Bởi vì là cái bụi này nó là màu trắng, thế là rất là khó phát hiện. Nó không phải là như màu đen có thể ta mắt thường ta nhìn thấy ngay. Nhưng màu trắng là nó lẫn với không khí, cho nên là trẻ người già với trẻ em hít vào là rất là ảnh hưởng lớn đến đường hô hấp. Từ lâu, nhiều hộ dân ở thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú đã phải khổ sở với khói bụi phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy. Lượng bụi mịn phát ra trong quá trình sản xuất rất lớn và theo gió bay vào khu dân cư, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Đêm đến sáng, có nghĩa là đêm đến thì mình quét nhà sạch sẽ buổi tối. Sáng hôm sau ra mở cửa ra là những cái bờ hè là nó rất là trắng. Mà nó bột mịn mà nhìn từ ngoài sân, đứng từ ngoài sân nhìn vào thì những bột mịn nó như kiểu cái vôi rắc vào đấy. Nhà máy này thuộc công ty cổ phần khoáng sản Viclacera, được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cho thuê gần 4,9 ha trên địa bàn xã Văn Phú, thành phố Yên Bái với thời hạn là 10 năm và phải đến tháng 10 năm 2030 mới hết hạn hợp đồng. Thì cũng được phản hồi từ nhà máy là vừa rồi cũng đã có cái nâng cấp về cái hệ thống lọc bụi để đảm bảo hạn chế tối đa về cái việc xả bụi ra khu vực giáp với khu dân cư. Tại các kỳ tiếp xúc cử tri, người dân đã kiến nghị các cấp các ngành, nhưng cho đến nay tình trạng ô nhiễm bụi vẫn tiếp diễn chưa khắc phục. Trước thực trạng ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân, các ngành chức năng tỉnh Yên Bái cần có biện pháp xử lý hiệu quả, trả lại môi trường sống trong lành cho người dân.